Hello anh em. Hôm trước thì mình đã nói về cái vấn đề mà access control mà cái smart contract MyPath này nó bị vướng phải. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu một số cách để mình có thể mình xử lý cái access control đó. Thì ok. Để xử lý cái này thì mình cần một cái cơ chế để khi mà gọi cái hàm update này thì nó sẽ phải kiểm tra coi cái người đó có được quyền gọi hay không. Thì mình sẽ giới thiệu cái cách đầu tiên, đó là sử dụng cái require, có nghĩa là ở trong Solidity á, nó có một cái cấu trúc require, mình gõ một câu require ở đây và nó trước khi chạy thì nó sẽ chạy cái câu require trước và nó mới chạy tới những cái dòng code ở phía sau. Nếu mà cái câu require đó mà thỏa thì nó mới chạy, còn nếu không thỏa thì nó sẽ tự động nó revert lại hết về cái state ban đầu. Ok, thì bình thường á là mình sẽ định nghĩa một cái address là owner. Owner chính là cái người mà sở hữu cái hợp đồng này, và mình sẽ khởi tạo cái owner đó trong constructor và mình sẽ require cái owner đó ở trong cái hàm update. Ok, mình bắt đầu thôi. Public. Rồi, như vậy là đã chỉnh xong cái code rồi. Bây giờ sẽ qua tới cái phần test. Rồi, thì cái công việc của một cái người audit là vậy ha. Mình sẽ phải nghĩ ra tất cả những cái trường hợp mà có thể xảy ra và mình phải nghĩ ra các cái trường hợp mà mình cần phải test. Thì á, đối với những cái modify mà mình những cái thay đổi mà mình vừa mới làm ở trên cái smart contract hồi nãy á, thì mình sẽ come up với lại một số cái cây sao bỏ cái này đi ha, cái này chắc chắn nó sẽ không được. Rồi đầu tiên là cái này thì mình vẫn giữ tại vì cái này là cái chỗ mà deploy, thì deploy xong rồi set cái giá trị mặc định của nó. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tiếp copy path thôi, mình sẽ bỏ cái này ha. Cái logic thì từ từ làm sao. Mình sẽ test thêm một cái trường hợp nữa, đó là khi mà deploy cái smart contract thì nó phải set được cái owner. Thì đó, cái trường hợp đó là mình để test cái này nè. String public address owner nè, và khi constructor thì owner nó phải là cái thằng này, phải là cái thằng sender. Ok, đó là một trường hợp. Rồi, copy xuống mình sẽ phải test thêm một cái trường hợp nữa. Là cái thằng owner á, nó phải được quyền thay đổi, nó phải được quyền gọi cái hàm update tên chó. Thì bây giờ mình sẽ để là. Và một cái trường hợp thứ ba nữa mà mình cần test đó, nếu mà không phải là owner thì khi gọi cái hàm đó thì nó sẽ báo lỗi và nó revert cái transaction lại. Thì với một cái case đơn giản như vậy thì mình sẽ test ba cái case này. Rồi bây giờ mình sẽ viết cái script test vô trong đây. Rồi, đó. Thì anh em thấy ở đây là nó đây, cái cuối cùng nó bị lỗi đây, nó sẽ báo nè. VM present reverted with reason string authorize user only, có nghĩa là nó đã revert lại và nó không cho mình đổi. Ok. Ok, nhưng mà lẽ ra là nó phải pass chứ nhỉ? Mình biết vậy thì nếu mà cái này là nó revert nè, nó revert thì ok rồi nè, revert với cái lý do này, nhưng mà lẽ ra cái test case này nó phải pass chứ. Nhưng mà tại sao đây cái test case này lại fail? Đó là tại vì đối với cái trường hợp mà revert á thì mình không có viết cái kiểu này mà mình phải viết cái kiểu này. Mình phải away nó trước. Mình phải away đây. Rồi, bây giờ test lại. Rồi, đó thì nó sẽ qua hết. Đó thì mình đã xử lý xong cái trường hợp là chỉ có
cái người owner mới được gọi cái hàm update tên của con chó bằng cái cách là await. Nhưng mà cái cách này nó vẫn có một số các cái không hợp lý, đó là ví dụ nếu mà cái hàm này á, cái hàm này, cái smart contract này mà nó có nhiều hàm, ví dụ như update cat hay là update fish hay là cái gì gì đó, thì mình phải cài cái câu require này vào trong tất cả các hàm là cái nhất. Cái thứ hai nữa, đối với cái này là nó chỉ có một câu thôi, còn đối với những cái trường hợp mà nó phức tạp, nó phải check qua nhiều bước rồi nó phải tạo nhiều cái á, thì mình sẽ không làm được cái này. Cái require này là để cho test các cái trường hợp đơn giản thôi. Còn đối với cái trường hợp mà dài và phức tạp á, thì mình có thêm một cách nữa, đó là dùng custom modifier. Thì bây giờ mình sẽ làm tiếp cái phần là custom modifier. Rồi, bây giờ mình sẽ viết thêm một cái hàm nữa, đó là cái hàm change owner để sử dụng trong cái trường hợp mà cái người owner đó, người ta muốn chuyển cái quyền làm chủ của cái hợp đồng này cho một người khác. Ok. Khi mà mình viết một cái hàm change owner như vậy thì mình tất nhiên là mình muốn check là chỉ có cái người owner mới được quyền gọi cái hàm chuyển ownership. Do đó thì mình sẽ copy thằng này, copy xuống đó. Đó là một cách. Còn một cách nữa mình giới thiệu, đó là cái cách mình sẽ viết một cái gọi là modifier để check cái trường hợp mà chỉ có cái người authorize mới được gọi cái hàm. Thì bây giờ mình sẽ bỏ hai cái require đi, mình sẽ sử dụng cái cách là viết modifier. Thì đối với modifier thì lúc nào nó cũng kết thúc bằng một cái dấu gạch này. Cái dấu gạch này là nó tượng trưng cho nguyên cái khúc hàm ở dưới. Thì chả hiểu sao mà cái thằng compiler của Solidity lúc nào nó cũng bắt vậy, viết viết modifier là phải có một cái dấu gạch chấm phẩy ở đây, nếu không thì nó sẽ báo lỗi. Rồi, làm sao để đính cái modifier này vào trong hai cái hàm này thì mình sẽ thêm nó chỗ này nè. Mình sẽ thêm là only owner. Và ở đây cũng vậy, mình sẽ thêm là only owner. Đó là xong, là mình đã xử lý cái trường hợp đó bằng cái cách là viết custom modifier. Bây giờ mình sẽ quay qua cái test để mình test. Rồi, thì đối với cái hàm mới á thì mình sẽ test 3 trường hợp. Rồi, mình sẽ test 3 trường hợp, thì mình copy nó xuống đây. Bỏ cái này đi. Bỏ cái này đi. Bỏ cái này đi. Rồi. Mình sẽ test 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất á, đó là cái trường hợp là cái thằng owner nó phải gọi được cái hàm chuyển ownership, và cái nó sẽ gán được cái owner mới trong cái hợp đồng này. Là cái trường hợp thứ nhất. Thì trường hợp thứ hai á, là mình sẽ chuyển nhưng mà cái thằng owner mới nó phải được quyền gọi cái hàm mà update tên con chó này. Rồi, cái trường hợp cuối cùng là unhappy path, thì mình sẽ check cái trường hợp là một người nào đó không thể nào gọi được cái hàm chuyển ownership. Rồi, đúng không? Đầu tiên để check cái trường hợp này thì mình sẽ gọi cái hàm change owner, truyền vào cái hàm này, truyền vào cái địa chỉ của thằng user. Sau đó thì cái gọi cái hàm owner để get cái địa chỉ owner ra, thì cái địa chỉ owner này nó phải bằng là user.address. Rồi, ok, có vẻ ổn rồi đó. Rồi, viết tiếp cái trường hợp này. Đúng không? Đầu tiên là mình sẽ chuyển owner qua thằng user, sau đó sẽ connect bằng user gọi cái hàm update, và kết quả là phải update được.
Rồi, đó, ok, vào ổn rồi đó. Rồi tiếp tục. Cái chỗ này là nếu mà thằng khác gọi thì không được gọi. Rồi, ok, có vẻ ổn rồi đó. Bây giờ mình sẽ chạy cho anh test. Đó, là nó đã pass hết rồi. Đó, vậy là ok, vậy là cái cách mà modifier là ok rồi. Nhưng mà cái cách ấy, mà custom modifier này ấy, nó vẫn có vấn đề, tại vì cái này là mình viết theo cái cách mình hiểu thôi. Còn cái vấn đề mà access control á, là nó tất cả những ai mà viết smart contract á, người ta đều phải xử lý hết, và đã có những cái cách mà được cộng đồng nó chứng minh là hiệu quả và hợp lý. Đó là cái cách mà mình sẽ sử dụng các cái thư viện đã có sẵn, các cái hợp đồng đã có sẵn để mình viết tiếp vô. Thì uy tín nhất là OpenZipLink. Thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái cách nữa, mà cái cách này là cái cách tối ưu nhất, mà cái cách mà tất cả mọi developer người ta đều xài. Đó là sử dụng các cái thư viện, các cái hợp đồng mà đã được cộng đồng chứng minh là bảo mật và hiệu quả, và sẽ sử dụng của OpenZipLink. Ok.